Ngày 19 tháng 11 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở ngành đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tưởng niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong vì đại dịch Covid-19. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đã dành những giây phút lắng động để thắp nén hương, đặt nhành hoa tưởng niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong vì đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã mất đi hơn 17.500 người, gần 2.000 trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh mồ côi và hàng ngàn người bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến bày tỏ lòng thành kính, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hy sinh tử vong trong đại dịch Covid-19, đồng thời mong các gia đình và các cháu mồ côi cố gắng vượt qua khó khăn, hãy biến đau thương thành hành động, đó là cùng chung sức đồng lòng với thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tham gia các hoạt động phòng chống kiểm soát dịch Covid-19 và các loại bệnh khác, đóng góp tích cực để thành phố phục hồi kinh tế phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.